cả nhà. Rồi xuống xuống xuống, đây là chợ Thủ Đức nè. Rồi cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh chị cô chú ạ. Bây giờ khoan chợ Thủ Đức. Tổng kết tiền. Đây. Đây rồi. Triệu 305 ngàn đúng không ta? Rồi. Alo. Sao không ai ăn bánh hết vậy? Anh ghế quá vậy. Mọi người nè, mua bánh thêm chị đi, 2 ngàn một bịch thôi. Trời, xuống giá luôn vậy đó hả? Xuống giá luôn rồi đó. Xuống giá có 2 ngàn bịch thôi kìa mấy 2 em. 2 ngàn thôi. Trưa nay khỏi ăn cơm luôn mấy em, mỗi đứa ăn mấy bịch thôi. Mỗi bịch đi. Đó, trời ơi, hay quá. Một bịch, chị em. Dạ, mỗi bịch thôi rồi đây. Muốn chụp hình vậy đi. Rồi, đưa bánh thêm cho mấy em, 4 bịch nữa, nhanh lên. Mỗi bịch á? Ủng hộ luôn, trời ơi, khỏi bán chợ Thủ Đức luôn. Gạo nếp, gạo nếp. Dạ, có gạo nếp ở đây không ạ? Có. Bao nhiêu ạ? 25 ngàn. Hả? Tụi em phải mua tới 50kg lận. 50kg. Bây giờ 50 nhân cho 15 đi. Cảm ơn 50 nhân cho 15 phải 750. 750 mình phải đủ tiền. À, để tụi em cố gắng đi bán thêm đi, có gì tụi em quay lại. Dạ, dạ. Nhỏ đó nó như nhan sắc cái gì mà nó bán ế hơn mình, cái nó phá giá. Nãy là chị bán 50 ngàn một bịch nha, cho em biết. Thôi tới giờ cuối rồi chị ơi, em biết được. Chị tháo chạy đi. Cho mình phạt trễ giờ đó. Mình trễ giờ rồi đó. Trễ sao được, 2 tiếng là đủ 2 tiếng thôi chứ. Em ơi vô fanpage like hình của tụi chị đi em. Tụi em có chơi Facebook không? Dạ có. Rồi mọi người vô liền, biết like đội. Like sao, bị đợi sao. Like đội đen của chị thôi, đừng có like đội. Đừng có like đội mấy đứa kia nha. Em có chơi Facebook không? Em có thể vào cái trang là biệt đội X6 like với em có thể lấy điện thoại ra liền để làm cái điều đó không? Anh sẽ bảo vệ cho em, không ai xâm nhập vô được đâu. Biệt đội X6. Biệt đội X6 rồi like vào cái hình mà có Miko. Mai từ từ. Mình nói với anh xin lỗi. Đây là rồi thôi. Em có thể chia sẻ. Em chia sẻ về trang của em luôn. Em bấm like rồi. Vậy em có thể chia sẻ vô trang của em nói mọi người like giùm cái tấm hình này. Cảm ơn bạn nhiều. Hay quá Trinh ơi, bây giờ đi mua gạo. Đây nè, chợ Thủ Đức, đi đường này. Bên đây nè. Đi lộn đường rồi. Lố rồi hả, lố rồi hả? Rồi, chiến dịch bán tại đây, tập trung ở đó đi, tôi đi vô bán cho. Đó, bây giờ mình sẽ qua, mình đây mình mời. Anh mua giùm em bịch bánh nha anh. Ủng hộ em bán hết. Dạ 10 ngàn em mua làm từ thiện anh. Em đi mua gạo nè. Đây là biệt đội X6 hả? Dạ. Đó, tên em. Tên em tên gì? Cát Tường. Trời ơi, giờ tôi biết Cát Tường rồi. Em gái mua chị đi. Em gái đừng chạy em gái. Có tiền lẻ cho nhiêu, có tiền lẻ bỏ vô. Em có 200 đồng rồi. Ờ được luôn. Rồi bỏ vô. Rồi kệ bỏ vô luôn. Dạ anh Vinh luôn. Cảm ơn em. Cảm ơn em Vinh. Mình có 1 triệu mốt rồi đúng không? 1.3 triệu. Ở 1.3 triệu rồi hả? Mà mình chỉ còn có 1.2 triệu mấy à. Là mình vừa bán vừa cho luôn đi. Bán gấp, bán hết, bán lẹ để mình mua gạo liền. Bán đó không phải không. Là cái chuyện mang gạo không. Mà nó phải là cái mang thật nhiều những cái món quà tới. Ủng hộ, đồng ý. Bây giờ bán cái này mà ra được 2 triệu. Mình có thể mình vừa bán vừa xin 50kg gạo giá 1 triệu. Và 1 triệu còn lại mình có thể đổi quà hay là phong bì. Mình có thể để vô phong bì để gửi tặng cho các em. Chị ơi. Ủa đâu rồi? Rồi lấy giùm em 50kg luôn. À, chị bớt thì tụi em sẽ đổi hết phần quà bánh cho em. Đây tụi em gửi tặng hết vậy. Dạ. Một tờ 500 nữa đâu. Baso 24.000 một ký. 10kg là 240. Tới rồi kìa. Rồi đó, đó, đó. Đây. Đó, rồi. Đây rồi. Trước mà. Rồi nói chung là xong hết rồi thì mình đi nhanh. Ây da. Xong rồi. Bye bye. Dạ trời ơi em yêu. Em yêu chị quá. Em cảm ơn chị. Ờ anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Em còn bong bóng nữa trời. Thôi đi. Dạ. Bóng bóng. Em dạ bóng dạ bóng. Để con coi con bong bóng. Chị kìa tì tới chị coi. Sao có kìa. Nhiều con. Dạ cho con 20-30 ngàn đi con. Ý dạ. Dạ đúng rồi. Ừ. Sĩ Thanh. Sĩ Thanh ơi. Sĩ Thanh. Hết chưa? Hết rồi. Rồi ok xong rồi chị. Yeah. Ôi, chào cả nhà. Trời, đàn ông trai để phụ nữ phụ là sao? Không có thông minh được chia làm đôi. Ai khiên? Cái đội mà hồi nãy xuống xe trước á, hình như là tới sau mình hay sao á. Thì qua đi bán khắp cả.
thành phố, hiểu không? Chị bán khắp thành phố vậy chị bán được nhiêu tiền vậy, nói nghe chơi. Bây giờ mình tổng kết lại cho bên kia nghe đi chị. Đem mua gạo là 900. Sao rẻ vậy? Ông ta mua gạo dởm. Vừa sinh vừa bán vừa nguyên. Em thấy 100, 200, 90, 95, 600, 95, 95 ngàn. Chúng ta mình ra đổi mua gạo. Bên mình đã mua gạo với giá 1,2 triệu. Là coi như bao đứt bạn 300 nha. Và mình còn dư lại đây 3 tờ. 3 tờ 5 ngàn 105 ngàn 305 ngàn 805 ngàn. Mà sao bán tiền chẳng không vậy? Bán có mấy ngàn mà sao tiền chẳng không vậy? Tiền chẳng ở đâu ra vậy? Tại vì có khách đẹp. Nói chung là ngày hôm nay tôi được may mắn, tôi gặp rất là nhiều nhà hỏi tâm. Đi. Ủa, qua bển đi, nhanh lên, nhanh lên. Con chào cô, con chào cô. Á, trời ơi, cái anh chàng này nó cũng biết. Dạ đúng rồi, con nè, con. Trời ơi, con thấy cái tiệm mình nó khang trang quá. Dạ, bây giờ con, tụi con đang đi bán hàng để dành cái góp tiền để mua gạo để cho các em ở làng Đức. Con đang rất cần những cái sự hảo tâm của cô chú anh chị. Cô giúp tụi con được, cô giờ tụi con sẽ gửi tặng hết cái số này cho cô. Dạ, con cảm ơn cô nhiều. Trời ơi, bây giờ trai nó mới được. Trời ơi. Dạ, giúp đỡ nhiều rồi em. Dạ. Lát ra cảm ơn mọi người. Thật ra cái này là mình xin mà. Mình là xin mình đi bán đàng hoàng. Ủa, mấy bạn nghĩ bánh trái tụi tôi đâu? Bánh trái tụi tôi đã đổi nó hết rồi, thành tiền mà. Thì thôi, nếu mà 800 ngàn đó mà đi xin rồi thì coi như có 1,2 triệu thôi. Nói chung là tới với cái vạch đích tạm thời ngày hôm nay ở chợ Thủ Đức thì chúng tôi đang dẫn trước các bạn về số tiền cũng như là thời gian tới trước. 20 điểm. 10 điểm. Thôi 10 điểm. Cộng 10 hả? Có tin nhắn. Có tin nhắn hả? Trời ơi, cái quan trọng vậy mà không nói cho sớm. Trong thời gian 20 phút, các bạn hãy luân phiên sử dụng xe đạp chương trình cung cấp chở gạo đến đích là làng thiếu niên Thủ Đức, gặp cô Hằng, nhà anh Đào để tặng cho các em ở đây. Hai người còn lại sẽ đi bộ theo, nhưng mỗi người phải luôn cầm theo một ly nước đầy. Hả? Đến đích trong thời gian quy định 10 điểm, đội mang được nhiều nước đến đích hơn được 5 điểm. Xe đạp ai đi bộ? Đi ai đạp xe đạp ai đi bộ? Đây, có gì đi bộ không cũng nổi chứ. Em đạp xe đạp cho. Đạp xe đạp, chở bịch gạo. Bây giờ đạp xe đạp để 50kg, đạp xe đạp được không? Được. Rồi vậy thôi chở. Bắt cái đi bộ. Có 50kg nữa. Cầm ly nước. À, sao cầm được ly nước? Ly nước là chắc chắn ly nước đầy. Ngậm trong họng. Uống. Tới nơi. Ngậm thôi, không có uống má. Không, ngậm vô miệng, tới nơi. Nhả ra. Đây cậu gì có dơ quá không? Gì đâu dễ bình thường. Dịnh xe lại. Xin hoa. Có đó kẹo không? Đưa giày. Đưa giày kia kìa. Lùi lại. Rồi. Nãy mấy cô chú bán gạo chỉ là rẽ phải mà. Cầm ở dưới á, cầm ở trên á, nhẹ nhẹ thôi. Đi chậm thôi. Ủa anh ơi, nè, đứng ở đâu anh? Chạy thẳng đi, tới ngã tư ở trên. Chạy lên ngã tư trên. Bên tay phải. Ủa
làng thanh thiếu niên Thủ Đức là ở đây mà. Chị đi quay phim làng thanh thiếu niên Thủ Đức là đây đó. Trời ơi, đây gì ơi? Kỳ vậy? Anh ơi, dịnh giùm xe đạp anh ơi. Dịnh giùm xe đạp. Không, một người cầm, một người cầm. Được rồi, chị cầm chị đi cho, đi trước coi. Lên xe nó bị nhỏng, xe nó bị nhỏng. Chị, làng thanh thiếu niên Thủ Đức ở đâu rồi chị? Bên trái hay bên phải? Bên trái luôn. Gạo bao nặng. Lê ơi, đi lên. Làm gì em đồ đâu, khỏi ra đi. Làm chỗ này nè. Không, nằm bên phải chứ không phải là rẽ phải, nằm bên phải. À, qua đường, qua đường, qua đường. Dịnh rồi rồi, mày dịnh cho. À, trời ơi, mình đã sai lầm cái định hướng. Đây là cái chợ Thủ Đức, trời đất ơi. Ở Thủ Đức mấy năm trời mà đi còn lộn. Thiệt là tệ quá đi Cát Tường ơi. Trời ơi, đồ con nhỏ kia đâu mất tiêu rồi. Tỉ lên. Trời đất ơi. Chú ơi, chú đang làm gì? Chú rảnh chạy chở con xuống đây được không? Rồi leo lên. Thôi đi đi đi. Ok. Thôi chú chở. Chú chở con theo bạn đó đi. Chạy theo xe đó luôn. Quay phim dầm về ở Thủ Đức. Quay trong cái làng SOS này. Ba bốn ngày nữa. Đi cũng đi lộn nữa. Hả? Về về về. Chưa thở. Về. Trời ơi, má xô vừa mới nhả nước vô đây. Má xô ông mới nhả vô mà. Vậy là cái này của Lan Kinh hả? Được rồi, ok. Giờ là không nói gì với nhau nữa nha. Trời ơi, nhỏ Sĩ Thanh đâu rồi trời? Đâu là gì Tường ơi? Đâu rồi? Dừng chú dừng. Chị đưa đây cho em. Đổ bây giờ. Ông đổ đây đi. Xe chạy dần là đổ. Rồi, rồi chú đi. Cảm ơn chú nhiều. Cãi không à? Mình cũng trẻ rồi chị ơi. Cãi không à?
mình cũng trễ rồi chị ơi. Em để xuống cân bằng đây nha. Mày ơi thôi nhả đi, nhả mỗi bên ít, đừng có nhả chàng. Dạ chị Hằng, ngày hôm nay thì tụi em cũng tụi em tham gia chương trình Biệt Đội X6 thì tụi em có cái nhiệm vụ ngày hôm nay là đi bán hàng và tụi em mua được 50kg gạo để gửi tặng cho các em ở đây. Dạ, đây là phần tiền còn lại mà tụi em đổi được. 805.000 chính xác. Rồi em gửi chị 805.000. Cảm ơn chị. Cảm ơn những người như chị đã bảo trợ cho các em. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Dưỡng cảm ơn nhiều. Dạ. Thay mặt cho là thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ. Có chừng thôi dừng lại để đi bộ. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, tụi em đại diện cho gia đình nhà anh Đào xin đón chào các anh chị. Dạ, cảm ơn món quà của các anh chị. Cảm ơn gạo anh cứ để đây. Dạ, dạ. Đây, em tặng cho các em, tặng chị để chị mua bánh kẹo, quần áo, giày dép cho các em. Số tiền 395.000. Em cũng thay mặt chúng em qua đây. Khi mà di chuyển tới đây tôi không biết là bên bạn có làm đổ miếng nước nào không, chứ bên tôi thì nó đã đầy thêm một ca rồi. Kêu là giữ nguyên hai cái nước đầy đến nơi, người ta không cho châm thêm nước vô. Thầy không châm. Có camera ghi lại đàng hoàng, không là châm. Đây, đưa đây cho bạn. Con rồi. Trời ơi, con ơi. 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 Con cần đi, mình cần trước. Mấy con xích ra cho cô. Tính luôn cả ca, vậy đi. Đúng rồi, không nãy là 2 năm. Mình không cần thiết, tính luôn ca là bao nhiêu. Một hồi bên kia cũng tính luôn ca. Rồi 1086 1867. Đó, rồi. Thu mình nhiều lắm chị ơi. 1619. Thôi nói chung vòng này mình thắng rồi, khỏi bàn cãi. Mình chấp nhận về cái việc là ly nước của bạn đầy hơn mình. Rồi Nhưng mà mình vẫn là người tới trước. Rõ ràng nè, đội em đã đến đây gặp cô Hằng. Và trong thời gian quy định thì em được 10 điểm. Tụi em đến đích sớm hơn, được thêm 5 điểm nữa. Nhưng mà lên hình thì ly nước này nhiều hơn. Bệnh nhiều hơn rồi. Vậy 5 điểm đó của ai? Về 5 điểm đó của bạn. Rồi. Thì với bên này không có cộng trừ được gì hết trơn. Thiệt. Bó tay. Không phải đội trưởng đội tôi, cái tính toán nó mệt lắm, không có được như người ta. Lại nhưng mà nhận được tin nhắn nữa nè. Thần thi bạn có thực tài, mỗi đội chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Trong thời gian 2 phút sẽ lần lượt biểu diễn cho các em nhỏ chấm điểm. Đội được các em nhỏ bình chọn có tiết mục hay hơn sẽ thắng và được 5 điểm. Nhường cho đội mình thi trước nha. Ok, đồng ý. Các con ơi, hơi nhỏ quá chú không có nghe. Hơi lớn rồi các con ơi. Yeah. Vậy mới đúng. Chạy chim hào xong rồi. Con ơi, con ơi. Con bướm đi theo xòe đôi cánh. Đi nè con, đi. Đi theo chú nè. Theo chú nè. Ba con thằng làng con đùa nhau cắn nhau đứt đùi. Ba thằng làng buồn hiu gọi chung đến may mắn chờ. Hai con thằng làng con đuôi thì to nhưng đã cục rồi. Ôi đớn đau ngoài trời chúng khóc la tơi bời. Chơi nha. Hồi nãy chú chuyển con sao? Sáng. Cạn. Rồi cả đám cùng làm nào. Cạn. Cầm tay. Tráng tay. Tráng cầm tay. Tráng tay. Tráng cầm tay. Tráng cầm tay. Tráng tay. Tráng cầm tay. Tráng tay. Tráng cầm tay. Đúng rồi. Mấy con về chỗ rồi, coi cô Cát Tường biểu diễn văn nghệ. Bây giờ bé bộ văn nghệ của cô Cát Tường là cô Xuân Thanh và chú Bảo. Bắt đầu, các con coi hay là phải vỗ tay nghe chưa. 1, 2, 3. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó kêu rằng không, con vịt kêu là cộc cộc cộc. Trời ơi, con vịt kêu ghê quá. Con vịt kêu sao? Cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc. Trời, hồ nước nó bị bà bị bom. Lúc lên bờ dắt cái cánh cho khô. Là một gia đình đúng không? Thì mình phải yêu thương nhau đúng không? Bây giờ mình hát cả nhà thương nhau nha. Ba thương con vì con giống mẹ. Mẹ thương con
xa là nhớ, gần nhau là cười đây. Ai thích cô Cát Tường về đây đứng với cô. Ai thích cô về đây. Cô Cát Tường mà thấy chưa? Đó, đó chiếc chiêu à, bên kia anh chịu à. Đúng rồi. Chiến thắng thuộc về cô Cát Tường và mấy cô. Yeah, 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 ủng hộ đội mình bên luôn. Bên mình tuy không thắng nhưng mà mình vui đúng không các con? Đúng rồi, vui mà. Yeah, yeah. Rồi từ tin nhắn Thanh ơi. Các bạn hãy tính số điểm kiểm tra được like cho fanpage để phân định thắng mưa. Đội thắng sẽ đi ô tô về, đội thua sẽ phải mặc áo mưa. Đội biển đội thua cuộc và đi xe buýt về. Thời gian được tính từ thời điểm này cho đến khi phân định thắng thua tại đích cuối cùng. Mỗi đội hãy chụp một tấm hình thật dễ thương và gửi cho ban tổ chức. Tấm hình này sẽ được up lên fanpage chương trình Biệt Đội X6. Sau khi kết thúc, hai đội sẽ đo lượt like đội nào kêu gọi được nhiều hơn sẽ được thưởng 5 điểm. Cái việc mà chúng ta lên fanpage của chương trình nó sẽ quyết định thắng thua tất cả. Chị Cát Tường là người trẻ tuổi nhất, chị hãy kiểm tra đi. Phát ngôn viên nói đúng. Không có thành công nghệ. Đây, Nico kiểm tra rồi. Đội đen hiện tại được 171 like. Yeah. Và đội 72. Nhỏ được 179 like. Ok, xét một số lượt like, đồng ý là bên đây thua. Nhưng ngày hôm nay là khách mời, là lần đầu tiên mà tất cả chúng ta gặp nhau. Thì tại sao chúng ta không cùng nhau bắt xe buýt đi về với nhau? Không rảnh. Từ từ chị, để nói xong. Với lại một điều nữa là cảm ơn vì đã cho bà có cơ hội đến đây. Và đặc biệt hơn là được hát một cái bài hát cả nhà thương nhau. Và đó cũng là mong muốn mà đội đây muốn dành cho các bé trong tương lai. Trước tiên, ba cáo mưa này dành cho ba bạn mặc vào cho tất cả khán giả của chương trình biết các bạn là đội thua cuộc. Nhưng các bạn vẫn còn một đặc quyền nữa. Nếu như các bạn tìm được điệp viên ngày hôm nay thì các bạn sẽ đương nhiên trở thành người chơi thắng cuộc. Kính thưa chị, em xin trao tặng huân chương đội thua cuộc cho chị. Chị hãy cầm cái bảng này trong một giây lát và chị hãy cố gắng tìm ra điệp viên. Dạ, tặng bạn. Suốt quá trình chơi thì nói chung thì không được đi theo sát ba bạn đội thua cuộc. Nhưng mà cái người mà quan sát từ đầu tới cuối là có những cái biểu hiện rất là dễ bị lộ, đó là An Trinh. Tổ nhào thấy chưa? Tổ nhào. Bởi vì An Trinh lúc nào có một cái gian tìm mẫn ấy, người nó luôn phát ra. Lấy được 500 ngàn của người khác nó rất là khó. Không phải là ăn miếng cho miếng. Nhưng mà mấy con ghi Bazo. Bazo là chồng nào là cũng có cái vẻ rất là khéo. Tự nhiên tới cái cửa hàng máy móc điện thoại. Cửa hàng điện thoại rồi. Điện thoại thì Bazo kêu là một người vô xin thôi. Đúng không? Đúng. Một người vô đây. Gì đông quá. Lúc đó là Miko chưa có xin được 500 ngàn. Vậy mà tự nhiên đi ra cầm 700 ngàn. 700 ngàn? Hả? Ủa? Nghi cái thứ hai là lúc mà chơi đẩy với Quang Bảo thua quá dễ dàng. Thôi để tôi thi cho. Chắc mình đồng ý kiến với Miko á, nãy giờ Miko nói gì mình đồng ý hết luôn á. Thiệt, đồng ý hết luôn á. Nghe. Nhưng mà người ta nói vậy đó, chưa chắc người ta ghi vô cái tên đó đâu. Hả? Đừng có bị lừa nha mấy em, hết sức bình tĩnh. Chị đã bị lừa 3 lần rồi nha mấy em. Vậy chị đoán đi. Chị đó là mình cái đợt này á, mình lại khác những cái số trước là mình không có được đi chung với đối thủ. Rồi. Mình không có thấy gì hết. Nghe ba người này nói á thì thật sự mình cũng không nên tin nhiều. Nhiều khi hai ba người này bảo vệ nhau để cho mình đánh quả mù cho mình bí, mình không tìm ra được ai trong ba người này. Cho nên riêng ba người này để quên, để qua một bên. Còn riêng hai bạn mới vô á, rồi bán đồ người ta bán mệt muốn chết, bảo đi cho không à.
là sao? Cho nên bà không chưa có hiểu luật lệ, bà chưa có cái sự thắng thua trong này. Cho nên chứng tỏ là tôi loại bạn Sĩ Thành ra. Còn cái bạn Bảo cũng vậy. Bạn Bảo có một cái thông tin là hồi sáng tới lúc 6 giờ rưỡi và đợi cả nhóm tụi mình rất lâu. Ngồi một mình thì sẽ nói chuyện với ban tổ chức. Là tôi sẽ nghi ngờ. Bạn gián điệp sẽ là bạn này. Trời. Lần đầu tiên tham gia trò chơi này khó đoán được ai lắm, tại vì như chị nói nên nhớ đoán đúng là trở thành đội thắng. Coi như là lúc mà chị nói là điệp viên là nằm trong đội thắng cũng có thể nằm trong đội thua. Đó là Miên Công chặn lại cái liền. Chị không? Để giải thích cho người ta hiểu là Miên Công phải chị đó đi loại mình ra. Thì nếu là em thì chọn Miên Công, còn vậy thôi. Số đầu tiên em tham gia cho nên luật chơi còn hơi lơ mơ. Thì em thấy không thấy gì hết. Tôi thấy chị không thấy em chỉ thấy được chị rất là sốt sáng bán. Không biết là chị cái ý chí thắng thua nó dâng cao hay là nhiệm vụ hay là gì đó. Chị một thù hai lần trước chị thua. À vậy đi, rồi thêm một cái nữa là lúc mà mình bưng gạo tới cho các em thì chị đương sai tụi em đi sai một đoạn rất là xa. Có hỏi nhưng mà chị chắc chắn là hướng này nhưng mà là hướng kia. Đúng hả? Ai? Em nghĩ là chị Từ. Ok, ai cũng có quyền suy nghĩ riêng của mình. Đối mặt đi. 1 2 3 Go! Yes! 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 Mày ơi! Bây giờ là tới giây phút lật đáp án. Giây phút lật đáp án. Xin lỗi thời nhan. Cứ kéo đi, cứ kéo đi. Điệp viên. Điệp viên. Rồi, kéo đi. Kéo đi. Có tao. Sắp giáo quan bảo rồi. Để giúp ích cho thân phận của Mây là điệp viên, Mây nên cố gắng để lan trinh và bắt vô về đội của mình. Đội trưởng sẽ phân công bạn bắt vô và bạn lan trinh kiếm chu vi 2 mét xung quanh tôi. Hai người, nói chung là hai người phải kiếm hết khu này đó, nhưng mà hai người đi cùng với nhau đi. Chương trình đã ghi đầy đủ cho bạn các tuyến xe bạn cần phải đổi. Bạn có thể sử dụng sticker này khi gặp khó khăn trên xe buýt về việc giá vé hoặc khi không đủ tiền để mua gạo. Và bạn May ngày hôm nay cũng phải biết ơn rất là lớn hai người chơi cùng. Anh có linh cảm là hôm nay mình thắng. Nếu thua thì em cũng thắng. Nếu thua thì mình là chắc chắn mình thắng rồi. Tôi đã nói là tôi không sợ đối thủ bạn. Tôi chỉ sợ đông rồi. Tình nhắn tao nó vừa để tôi lộ vậy. Ai kêu ngu đưa điện thoại. Đó, chọn xe buýt nè. Cố gắng từ từ cho mượn coi. 19 đến bến xe miền Tây, bắt 93. Bây giờ làm sao nè, làm sao bao che cho Mây đi nè. Thì bây giờ em nghĩ là phải hướng sự nghi ngờ vào anh. Bồng quen một vòng. Rồi, bồng quen vòng luôn. Trời ơi. À, trời ơi, sao nặng vậy. Thôi, mệt, hiểu rồi. Giờ đến cái cuối cùng. Là bạn khách mời của đội tôi được rồi. Quyền chọn một trong 5 người này. Ai là giỏi nhất, bạn phong cho người đó làm đội trưởng của tập SF. Mà ngày hôm nay thì mọi người cũng đã có một cái buổi chơi rất là vui với nhau. Đây là lần đầu tiên mà được gặp bà chị Cát Tường thật ở ngoài đời. Em hâm mộ chị. Chị hâm mộ em. Dạ, và em sẽ chọn chị làm đội trưởng như tại sao. Nhưng mà vẫn là nhấn lại một lần nữa,
người thua cuộc vẫn phải ra về bằng xe buýt và mặc áo mưa. Rồi. Vui mà, kỷ niệm ba chị em mình vui mà. Đúng rồi. Vui vui. Bình thường lấy hồi đổ nước cho coi. Lên 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 lên. Xin mời. Tạm biệt, tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chúc thương mà. Vui, em thấy vui. Mời quý vị ơi. Em nghi may nghi từ đầu, nhưng mà sau á, lúc mà chơi xong á, lại là kìa lên trên trên. Có vậy làm điệp viên rồi. Không, làm điệp viên á, làm điệp viên dễ lắm. Làm... dễ đâu, áp lực tâm lý nặng lắm kìa chứ. Thì chị đừng có nghĩ, chơi thì cứ chơi hết mình đi. Chị thắng một tháng mấy thôi chứ. Để mình mở cửa mời hai bạn lên, hôm nay mang ơn hai bạn, mời hai bạn lên. Ok. Ơn nghĩa gì ngồi đây luôn nè. Yeah.